cái ổi tàu nha bạn. Hồi đó mình uống hai cái co này nhìn quái quái lắm, thằng nó nhìn cũng gần quốc ổi tàu lá trung. Trái này nha bạn, trái nó to vậy nè, bị con dị cạp ăn nè. Cỡ này ăn ngon lắm, nó không có bị sâu. Trái này mình cái tàn lớn lắm nha bạn, nhưng mà mình gửi phôi nha bạn. Đây, nhìn nó có duyên lắm, soi cho nước các bạn. Này xưa không sắp đế cái này, đục 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 vô, đục đế vô. Cũng già cây rồi, nhổ đừng cái da đẹp, da lái bằng lăng. Tàu nha bạn, cắt cắt trừ hao, cắt trên đây để cho bạn nuôi. Ai nuôi lấy trái thì nuôi cũng được, nuôi lấy trái thì làm mini nhỏ nhỏ 350k bao ship nha bạn. Tàu lá trung dặn hai co à.